Luật Quy hoạch số 42 Văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội ngày 27 tháng 12 năm 2023. Văn bản này được hợp nhất bởi Luật Quy hoạch số 21 năm 2017 Quốc hội 14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15 năm 2023 Quốc hội 15 ngày 9 tháng 1 năm 2023 và Luật giá số 16 năm 2023 Quốc hội 15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 và Luật tài nguyên nước số 28 năm 2023 Quốc hội 15 ngày 27 tháng 11 năm 2023. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, trách nhiệm, trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. một, Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định. 2. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời, hệ thống đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. 3. Quy hoạch không gian biển quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân vùng chức năng và sắp xếp phân bổ hợp lý không gian các ngành lĩnh vực trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. 4. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và kinh doanh vùng đất đai cho các ngành lĩnh vực và các địa phương trên cơ sở tiềm năng đất đai. 5. Quy hoạch ngành quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành, các vùng có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. 6. Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận, gắn với một số lưu vực sông hoặc có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, lịch sử, dân cư, kết cấu hạ tầng và có mối quan hệ tương tác tạo nên sự liên kết bền vững với nhau. 7. Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian và các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh. 8. Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. 9. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành bao gồm các quy hoạch được quy định tại phụ lục 2 của luật này. 10. Tích hợp quy hoạch là phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. 11. Hoạt động quy hoạch bao gồm việc tổ chức lập thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện đánh giá và điều chỉnh quy hoạch. 12. Cơ quan lập quy hoạch là cơ quan tổ chức được chính phủ, thủ tướng chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia. 13. Cơ sở dữ liệu về quy hoạch là tập hợp thông tin thể hiện nội dung cơ bản về quy hoạch được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông tin các phương tiện điện tử. 14. Sơ đồ, bản đồ quy hoạch là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch. Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch. 1. Tuân theo quy định của luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. 3. Bảo đảm sự tuân thủ tính liên tục, kế thừa ổn định thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. 4. Bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan tổ chức, cộng đồng, cá nhân, bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới. 5. Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, tính bảo tồn. 6. Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với hội đồng thẩm định quy hoạch. 7. Bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch. 8. Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước. Điều 5. Hệ thống quy hoạch quốc gia. 1. Quy hoạch cấp quốc gia. Quy hoạch cấp quốc gia bao gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia. 2. Quy hoạch vùng. 3. Quy hoạch tỉnh. 4. Quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do quốc hội quy định. 5. Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Điều 6. Mối quan hệ giữa các loại quy hoạch. 1. Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước. 2. Quy hoạch ngành quốc gia phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Trường hợp quy hoạch ngành quốc gia có mâu thuẫn với quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia hoặc các quy hoạch ngành quốc gia mâu thuẫn với nhau thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch tổng thể quốc gia. 3 quy hoạch vùng phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch vùng quy hoạch cấp quốc gia trường hợp quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch ngành quốc gia thì điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tổng thể quốc gia trường hợp quy hoạch vùng có mâu thuẫn với nhau quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với nhau thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch cao hơn trường hợp quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch vùng thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia. 4. Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Điều 7. Trình tự trong hoạt động quy hoạch. 1. Lập quy hoạch. A. Lập thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. B. Tổ chức lập quy hoạch. 2. Thẩm định quy hoạch. 3. Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch. 4. Công bố quy hoạch, 5. Thực hiện quy hoạch. Điều 8. Thời kỳ quy hoạch. 1. Thời kỳ quy hoạch là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế xã hội cho việc lập quy hoạch. 2. Thời kỳ quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch cấp quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm. Tầm nhìn của quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh là từ 20 năm đến 30 năm. Điều chính, chi phí cho hoạt động quy hoạch. 1. Chi phí lập thẩm định quyết định hoặc phê duyệt công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 2. Chi phí đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Điều 10. Chính sách của nhà nước về hoạt động quy hoạch. 1. Nhà nước quản lý phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường theo quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. 2. Nhà nước ban hành cơ chế chính sách khuyến khích và huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. 3. Nhà nước ban hành cơ chế chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch, bảo đảm khách quan công khai minh bạch. 4. Nhà nước ban hành cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động quy hoạch. 5. Nhà nước ban hành cơ chế chính sách tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch. Điều 11. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch. 1. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch nhằm bảo đảm hoạt động quy hoạch đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo đảm các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch quy định tại điều 4 của luật này. 2. Các hoạt động hợp tác quốc tế chủ yếu trong hoạt động quy hoạch gồm chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ mới, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực cho hoạt động quy hoạch. 3. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch phải phù hợp với đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bảo đảm nguyên tắc hòa bình, hợp tác hữu nghị cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cộng đồng cá nhân trong việc tham gia ý kiến, giám sát hoạt động quy hoạch. 1. Cơ quan tổ chức cộng đồng có quyền tham gia ý kiến, giám sát hoạt động quy hoạch Cá nhân có quyền tham gia ý kiến về hoạt động quy hoạch. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời hạn yêu cầu. 3. Cơ quan được giao trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phải tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức cộng đồng tham gia ý kiến, giám sát hoạt động quy hoạch, tạo điều kiện cho cá nhân tham gia ý kiến về hoạt động quy hoạch. 4. Ý kiến tham gia của cơ quan tổ chức cộng đồng cá nhân về hoạt động quy hoạch phải được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và công khai minh bạch theo quy định của pháp luật. Điều 13. Các hành vi bị cấm trong hoạt động quy hoạch. 1. Lập thẩm định quyết định hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch không phù hợp với quy định của luật này và pháp luật có liên quan. 2 lập thẩm định quyết định hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa dịch vụ, sản phẩm được sản xuất tiêu thụ. 3. lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tư vấn phản biện độc lập không đủ điều kiện về năng lực chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận hoặc trái với quy định của pháp luật. 4. cản trở việc tham gia ý kiến của cơ quan tổ chức cộng đồng cá nhân. 5 không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước, cố ý công bố sai quy hoạch, cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch, hủy hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ giấy tờ tài liệu. 6. Thực hiện không đúng quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt. 7. Can thiệp bất hợp pháp, cản trở hoạt động quy hoạch.